Thì mình chào anh ha. Anh chào thằng Nguyên. Dạ. Hồi trước anh cũng chào thằng Nguyên và gia đình thằng Nguyên. Anh xin chúc cho gia đình thằng Nguyên được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Dạ. Cũng chúc cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe và ngày mới được nhiều năng lượng. Dạ, cảm ơn anh. Có gì anh nói lớn lớn cho em tí nhá. Em nghe hơi bé đó. À. Rồi. Hôm nay anh đến từ đâu anh cho thành viên hay nào? Anh đến ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện Vũng Liêm. À, Vũng Liêm, Vĩnh Long. Ừ. Như vậy là Vũng Liêm đi qua đây chắc cũng 2 tiếng không? À, sáng đây cũng 2 tiếng. 2 tiếng nha. Dạ, bởi vì có dịp thành viên cũng đi qua Vũng Liêm đi từ thiện bên đó cũng mấy lần. Dạ. Vâng, hình như mình đi qua phà đúng không anh? Không, em ở anh ở Vũng Liêm, anh ở Trung Hiếu, trên Vũng Liêm khoảng 4 cây. Dạ 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 dạ. Rồi. Hôm nay anh đi mình hay là có ai đồng hành cùng không? Không, anh đi mình. Đi mình ha. Vâng, với sự nghiêm túc của mình, với chặng đường cũng khá xa, Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn ha anh ha. Dạ. Anh giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nghe nào. Anh giới thiệu bản thân anh là tên Trần Minh Tân, sinh năm 1975. Anh Trần Minh Tân, sinh 1975. Dạ. Tình trạng hôn nhân của anh Tân là như nào? Anh cũng kết hôn 2 lần mà cũng đổ vỡ hết. Trước đó là 2 lần rồi. Dạ. Và lần gần đây nhất là bao lâu anh? Anh kết hôn năm 2012. Dạ. Tới 2022 thì anh cũng ly hôn này cũng được 1 năm. Dạ. Rồi anh có đông con không? Trước thì anh có một đứa trai sinh năm 99 thì anh cũng nuôi lớn rồi, cháu cũng ra sống tự lập rồi. Dạ. Bây giờ anh lập gia đình sau này anh có đứa con gái 8 tuổi thì anh cũng nuôi, ra tòa xử anh cũng nuôi nhưng mà anh gửi ông bà nội nuôi. Anh cũng đi làm. Vậy là người con của vợ sau đó thì là anh gửi bà nội nuôi. Rồi khoảng thời gian đó đến nay thì anh có tìm hiểu thêm ai nữa không? Không à. Anh cũng đi làm vậy thôi. Công việc chính của anh Tân là anh đang làm gì? Anh cũng làm thợ hồ, làm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Làm ở Đồng Nai à? Còn từ Vĩnh Long mà đi Đồng Nai đi làm? Nói chung ở Vĩnh Long thì mình cũng có việc nhưng mà tháng mưa thì nó không ổn định. Ở trong đó thì công việc thì nhiều, khi mình không khỏe thì mình không đi làm thôi, chứ công việc thì quanh năm. Đồng Nai thì việc nó đều hơn. Dạ. Thu nhập nó có đều không anh? Thì nếu mà đi mận công thì cũng thu nhập một tuần thì mình cũng mận 6 công thì lãnh được 6 công. Còn khi nào mình lãnh được ở ngoài thì mình làm thì nó sẽ khá hơn nhiều. Có nghĩa là mình cũng lãnh ngoài nữa. Dạ. Rồi khi mà anh đến đây thì con cũng như là người thân của anh vẫn biết và ủng hộ hết. Biết. Dạ. Ok. Rồi hôm nay thì anh Tân đi cái quãng đường xa như vậy đến gặp Thành Nguyên thì anh mong muốn tìm cái mảnh ghép của mình như thế nào? Thì nói chung là anh cũng tìm được một người biết chia sẻ, sống tình cảm như vậy là được rồi. Còn giàu nghèo thì cũng không quan trọng, quan trọng là hai người có tiếng nói chung mà được. Dạ. Về độ tuổi thì sao anh hát? Thì có thể là nhỏ hơn anh 4 năm tuổi cũng được, hoặc là lớn hơn anh 4 năm tuổi cũng được. Dạ, không quan trọng về tuổi tác lắm nha. Còn về công việc, về điều kiện, về ngoại hình của các cô thì sao? Thì nói chung là anh này cũng không quan trọng về ngoại hình, thì tròn tròn chút thì cũng được, chứ anh cũng không thích người gầy quá. Rồi, vậy đó hả? Nói chung vừa vừa ôm được rồi đúng không? À, anh Tân cao mét mấy? Anh cao 1m59. 1m59, cân nặng như nào ấy? Anh cân nặng 63kg. Dạ. Rồi thì các cô đâu đó cũng xem cái chiều cao cân nặng giống như anh hả? Dạ. Trường hợp như các cô mà đang vướng bận con nhỏ đó thì đối với anh có vấn đề gì không? Nói chung là anh cũng lớn tuổi rồi, con thì nó cũng... Tại vì anh cũng có con nhỏ đó, rồi có nhiều cô có con nhỏ thì nói chung là nó cũng bận rộn cho hai bên. Nó cũng hơi vướng đúng không? Nếu mà anh lớn tuổi, nhỏ tuổi thì không quan trọng. Nếu mà tụi anh có duyên thì có người đã có lập gia đình rồi, có lỡ dở. Nếu mà người ta không có con thì càng tốt. Mà có con thì nó sẽ lớn hơn thì nó dễ thôi. Tại vì nếu mà hai đứa nhỏ thì mình cũng khó chăm sóc. Rồi, ok anh. Thì độ tuổi Thành Nguyên cứ hỏi rồi. Đây, hình thức thì
cũng đã hỏi. Thế rồi về điều kiện, về công việc của các cô thì sao? Anh mong muốn gì không? Nói chung cuộc sống anh thì cũng sống nó cũng bình thường. Nếu mấy cô có công việc, có công ăn việc làm thì tốt, nó không có gì. Dạ. Sau này mà kết nối được rồi đó thì anh tính hướng tương lai cho hai người như nào? Thì nếu mà hai người có tiếng nói chung thì sống ở đâu cũng được. Tại vì quê anh thì nhà cửa thì cũng có ở Vĩnh Long nhưng mà anh cũng ít ở lắm. Anh đi làm xa thì nhiều. Giờ thì cũng còn cha mẹ già ở nhà thôi. Dạ, dạ. Trường hợp như các cô ở những vùng xa xa như ngoài miền Trung, miền Bắc hay những vùng xa hơn nữa muốn kết nối với anh thì anh tính sao anh hát? Tại vì anh nói chung là anh có hai đứa em nó ở lập gia đình ở Sài Gòn rồi, nó ít về lắm. Nó cũng có nhà cửa chẳng rồi, có mình anh cũng tới lui để cha mẹ già đó. Rồi nếu mà có duyên xa quá thì chắc anh cũng không được, để ở trong miền Nam thì được. Đó giờ thì nói chung anh cũng ít đi ra vùng ngoài nên anh cũng không có biết khí hậu ngoài đó làm sao. Nói chung là mình mong muốn ở cái vùng trong này thôi. Chứ ngoài thì mình cũng chưa tính ha anh ha. Nói chung là anh cũng không mong muốn gì vợ gì ở bên anh, ở bên đâu cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng thì anh cũng chạy về thăm cha mẹ vậy đó mà. Dạ. Yeah. Rồi ở xa quá thì thời gian lâu lắm mình mới về được. Dạ. Vâng, có nhiều khi các cô ở những vùng xa xa người ta muốn bày tỏ đến mình đó thì thành viên cứ hỏi như vậy để cho các cô nắm được, chứ không rồi nhiều khi các cô đi cái đường xa xa xôi vào đây bày tỏ đến cho mình. Đúng rồi, thật sự là tội nghiệp lắm. Đúng, dạ. Đúng. Trong cuộc sống của anh thì về vấn đề cờ bạc, cá độ, bia rượu này kia nọ thì như thế nào, anh chia sẻ cho thành viên nghe. Nói chung là anh thì không có nhậu, khi đám tiệc mà đông thân thích thì anh cũng uống một hai lon rồi thôi. Nhưng mà anh đi đám giờ ở xa thì anh cũng không uống. Còn cờ bạc, đá rà thì nhậu nhẹt trai gái ngày đó giờ anh không có. Tại anh thường thường thì anh đi làm về chiều với là anh hay ở nhà coi lướt trên mạng nào này kia coi thôi. Rồi hồi đó còn gia đình thì chiều về cũng chăm sóc gia đình, lo cho con. Tại vì ở thành thị cũng anh không ghiền cà phê nên không ghiền nhậu nữa, cũng có ít có bạn bè nên không có người nào điện mình đi hết. Chiều thì mình cứ về nhà vậy thôi. Dạ. Yeah. Vâng. Về vấn đề này thì các cô cũng khá là quan tâm, cho nên là mình có sao mình cứ chia sẻ vậy. Đúng, có sao chứ mình không có nói theo số đông. Đúng rồi, mình chuyện nào có thì mình sẽ nói. Nếu mà mình không chuyện không có mình nói sau này người ta cũng biết chứ. Đúng rồi. Mà lúc đó về nó lòi ra tùm lum, nó mất thời gian lắm. Bất tiện lắm. Mất thời gian của cả hai nữa. Dạ. Ngay từ đầu mình nói ra thì đối phương của mình người ta cảm nhận được mà người ta chấp nhận đến thì khỏi phải nói rồi. Đúng rồi. Cái điều đó là điều đương nhiên rồi. Chứ không nhiều khi mình nói cố vào. Mình nói những chuyện không có, mình nói cho có thì sau này người ta cũng biết hết. Thì nó mất cái thời gian của người ta nhiều. Dạ, mất thời gian là một phần anh. Một phần nữa thì giống như người thân, rồi con cái mình, rồi người ta đánh giá mình sao. Đúng rồi. Con cái nó học theo cái thói mình nữa. Rồi, ok anh Tân, thì Thành Nguyên cứ ghi nhận cái tâm tư, cái nguyện vọng của anh là như vậy. Thì sau ngày hôm nay, nếu như có cô nào đó mà thấy anh mà thấy phù hợp, dễ thương, dễ mến, muốn kết nối với anh thì Thành Nguyên sẽ bắt cái nhịp cầu. Còn nếu như không thì anh Tân xem, anh cũng biết rồi, trên kênh của Thành Nguyên có khá là nhiều cô rất là dễ thương. Thì anh xem có ai đó thấy phù hợp thì anh cứ gọi cho Thành Nguyên, rồi Thành Nguyên sẽ gửi số qua để mình trò chuyện xem sao. Yeah. Bởi vì trên kênh của Thành Nguyên á, thời gian á, thì anh em mình trò chuyện thì cũng chỉ hỏi những ý chính thôi. Đúng rồi. Dạ. Còn ví dụ sau này mình thương ai đó thì mình sẽ dành thời gian nó nhiều hơn, mình chia sẻ, mình bày tỏ thêm. Dạ. Thì không biết là có cái điều gì đó mà anh Minh Tân muốn chia sẻ thêm những cái nguyện vọng của mình nhiều hơn nữa để các cô cảm nhận được thì anh cứ chia sẻ cho Thành Nguyên nghe thêm. Không, anh thì có nhiêu đó thì anh nói nhiêu đó thôi. Nếu mà khi mà có người nào cảm thấy nếu ta không chê mình thì có duyên thì mình sẽ tâm sự tiếp thôi, chứ mà lên đây mình chỉ nói ngắn gọn vậy thôi. Dạ. Yeah. Ok. Thế thì cuối chương trình, anh Minh Tân có điều gì đó muốn nhắn gửi riêng đến cho các cô cũng như là quý khán giả đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều không? Có, thì anh cũng xin nhắn gửi cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước đang xem kênh của Thành Nguyên. Nếu mà anh lên kênh có nói gì mà sơ sót thì mong cô chú bác anh chị em thông cảm cho. Anh cũng
cảm ơn Thành Nguyên nhiều, là chương trình của Thành Nguyên rất là có ý nghĩa. Dạ, cảm ơn anh. Thế rồi anh có cái điều gì đó muốn nhắn gửi đến cho các cô, vài điều để cho các cô yên lòng vào anh nào? Thì nói chung là anh cũng không biết nói gì hơn, thì anh cũng chúc cho mấy cô và mấy anh chị, cô bác đi lên trên kênh Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương được nhiều may mắn, được gặp, được hạnh phúc. Vậy thôi. Còn khi nào có duyên tới đâu thì mình sẽ tính tới đó thôi. Dạ, dạ. Rồi, ok anh Trần Minh Tân, Thành Nguyên cũng chúc cho anh thật là nhiều may mắn, thành công, cũng như là sớm được ý trung nhân của mình hồi đáp và sớm cho anh ha. Dạ, cảm ơn anh. Thành Nguyên cũng chúc cho anh trên đường bề vạn sự bình an ha. Dạ. Dạ, rồi, thì anh chào anh nha. Dạ.